Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ đang bán một chiếc Exeter 135. Thì hôm nay mình sẽ đang bán chiếc Exeter này bán với giá là 32 triệu. Thì con Exeter này mang bản số là 5050. Bản số rất là đẹp nha các anh em. Thì bên mình là bán là bao sang tên chính chủ ha. Thì mình xin giới thiệu sơ nét về chiếc Exeter này ha. Con Exeter này là con Exeter 135 đời 2010. Thì đến thời điểm này thì chiếc xe này chạy được 33.000 km. Thì con Exeter này là chỉ có là một càng thôi ha, chứ không có hai càng ha. Do chiếc xe này chạy gia đình, không có chạy xe ôm, không có chạy nhiều nên chiếc xe này còn rất là mới. Thì mình bảo đảm với các bạn là chiếc xe này là máy móc là ốc tán còn zin hết ha, chưa đụng với con ốc vít nào vô chiếc xe này hết. Thì dàn áo zin, xe zin toàn bộ là zin hết, chiếc xe còn rất là đẹp, dàn chân còn rất là sạch đẹp. Thì những cái chỗ này là bụi thôi nha, chứ chiếc xe này rửa ra còn rất là đẹp. Do nhu cầu sử dụng hơi lâu thì chiếc xe này nó cũng có chạy xước ở đỉnh ha. Thì mình sẽ quay toàn bộ chiếc xe này cho các anh chị xem ha. Của chiếc xe hai mang hai cái đèn rất là lực, phần đầu đèn của xe đây, phần lốc máy bên trái đây. Mình sẽ quay cận cảnh các con ốc cho các anh chị xem. Cập gấp đây, còn riêng luôn ha, riêng hết toàn bộ. Rồi mình sẽ đè lên cho các anh chị xem.